Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự quốc tế đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Liên quan đến khắc phục hậu quả do cơn bão Doksuri, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua đã yêu cầu lực lượng chức năng triển khai toàn lực để tìm kiếm cứu hộ trong bối cảnh ít nhất 20 người đến nay đã thiệt mạng do bão. Chỉ trong chỉ đạo về công tác ngăn chặn lũ lụt và khắc phục hậu quả thiên tai, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh lực lượng chức năng cần hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sửa chữa cơ sở hạ tầng, đồng thời khôi phục cuộc sống thường nhật cho người dân sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, các cơ quan hữu quan cũng cần tăng cường hệ thống cảnh báo sớm và giám sát cũng như thực thi đầy đủ các biện pháp phòng chống lũ lụt ở thời điểm hiện nay. Do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri, lượng mưa rất lớn đã được ghi nhận ở khu vực miền Bắc của Trung Quốc và các vùng dọc sông Hoàng Hà và Hoài Hà, gây lũ lụt, lở đất và thiệt hại nặng nề về người ở khu vực thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc. Hơn 1 triệu người cũng đã phải sơ tán tới nơi an toàn, trong khi việc cung cấp điện và nước cũng bị gián đoạn ở một số khu vực. Hiện mức độ thiệt hại về kinh tế vẫn đang được thống kê. Cũng trong ngày hôm qua, nhiều quốc gia châu Âu thông báo chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Niger do cuộc đảo chính tại quốc gia Tây Phi này. Mặc dù vậy, cả Liên minh châu Âu, EU và Mỹ đều cho biết chưa có kế hoạch sơ tán công dân chính thức. Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết Paris đã sẵn sàng sơ tán hàng trăm công dân Pháp cùng công dân một số quốc gia châu Âu khác. Tuy nhiên, Pháp hiện chưa có kế hoạch rút 1.500 binh sĩ đang đồn trú tại Niger. Trước đó, Tây Ban Nha và Italy thông báo đang chuẩn bị các chuyến bay đưa công dân về nước. Đức cũng hối thúc công dân về nước thông qua các chuyến bay sơ tán của Pháp. Tuy nhiên, EU cùng ngày cho biết chưa lên kế hoạch sơ tán chính thức nhân viên tại Niger, song những người này có thể hồi hương nếu có nhu cầu. Ủy ban châu Âu EC cũng xác nhận chưa có nguy cơ trong hoạt động sản xuất điện hạt nhân tại châu Âu trong trường hợp Niger hạn chế xuất khẩu nguyên liệu urani. Chính phủ Mỹ cũng xác nhận chưa có kế hoạch sơ tán công dân khỏi Niger ở thời điểm hiện tại, do không nhận thấy những mối đe dọa trực tiếp nào tới công dân và các cơ sở của Mỹ tại quốc gia Tây Phi. Ngày hôm qua, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB Ajay Banda đã tới Ethiopia trong chuyến công du châu Phi đầu tiên kể từ khi ông đảm nhận cương vị mới này hồi tháng trước. WB cho hay, chuyến thăm của Chủ tịch Ajay Banda là một phần trong kế hoạch nhằm hồi sinh sứ mệnh phát triển của thể chế tài chính đa phương này với các quốc gia nghèo. Phát biểu sau cuộc gặp với các bộ trưởng chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp Ethiopia, Chủ tịch Banda khẳng định WB đã tăng cường đầu tư vào Ethiopia cách đây 3 năm, nhưng đã ngừng các dự án này hồi năm ngoái khi tin tưởng vào tương lai của nền kinh tế quốc gia Đông Phi. Theo ông, Ethiopia không nên chỉ tập trung vào xuất nhập khẩu mà cần khuyến khích sản xuất trong nước những mặt hàng này và không nên chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô mà cần bổ sung giá trị địa phương để Ethiopia không trở thành một nền kinh tế khai thác mà là nền kinh tế tạo việc làm, tạo ra giá trị gia tăng. Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Ethiopia khẳng định sẽ phối hợp với WB để xác định đâu là nguồn lực tăng trưởng để thu hút thêm vốn đầu tư tư nhân vào nền kinh tế. Các mối đe dọa đối với Thụy Điển đã gia tăng sau hàng loạt vụ đốt kinh Koran mới đây. Chính phủ Thụy Điển đã đưa ra nhận định này trong ngày hôm qua, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường kiểm soát biên giới và tình hình trong nước. Cụ thể, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson thông báo, trong ngày hôm nay, ngày 2 tháng 8, sẽ đưa ra quyết định và sẽ sớm công bố chi tiết. Theo nhà lãnh đạo Thụy Điển, hiện chính phủ nước này đang cân nhắc liệu việc thay đổi đạo luật trật tự công cộng có phù hợp và khả thi hay không. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh những tuần gần đây đã diễn ra nhiều vụ biểu tình ở cả Thụy Điển và nước láng giềng Đan Mạch, trong đó kinh Koran của Hồi giáo đã bị đốt hoặc gây hư hại, khiến cộng đồng các nước Hồi giáo phẫn nộ và yêu cầu cả Stockholm và Copenhagen cần phải có biện pháp can thiệp để chấm dứt ngay các hành động báng bổ này. Sau vụ đốt kinh Koran mới nhất vào ngày 31 tháng 7, các chính phủ Thụy Điển và Đan Mạch đều cho biết cân nhắc đưa ra hành động pháp lý để ngăn chặn những hành động như vậy. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Ngày hôm qua, Iceland thông báo đã đình chỉ hoạt động của đại sứ quán nước này tại Nga, qua đó trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đưa ra quyết định như vậy. Thông báo của Bộ Ngoại giao Iceland khẳng định việc đình chỉ hoạt động đại sứ quán tại Moscow không đồng nghĩa với việc hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao. Ngay khi tình hình cho phép, Iceland sẽ ưu tiên khôi phục hoạt động đại sứ quán tại Nga. Đáng chú ý, đại sứ quán Iceland tại Nga hiện đóng vai trò là cơ quan ngoại giao đại diện của Iceland tại 8 quốc gia khác trong khu vực. Hồi tháng 6, Iceland đã thông báo kế hoạch đình chỉ hoạt động đại sứ quán tại Nga với lý do quan hệ song phương đã xuống mức thấp nhất từ trước tới nay trên các phương diện quan hệ thương mại, văn hóa và chính trị.
Iceland cũng yêu cầu Nga điều chỉnh lại hoạt động ngoại giao của nước này tại thủ đô Reykjavik. Ngay sau đó, Moscow khẳng định sẽ cân nhắc động thái của Iceland khi đánh giá về quan hệ song phương trong tương lai. Chỉ trong nửa đầu năm nay, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã mua vào tổng cộng 387 tấn vàng. Đây là con số cao kỷ lục kể từ năm 2000, khi mà số liệu này bắt đầu được Hội đồng Vàng Thế giới thống kê. Báo cáo về cầu vàng thế giới cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, cầu về vàng đã tăng 5% lên mức 2.460 tấn. Trong số đó, lượng mua vào của các ngân hàng trung ương là 387 tấn. Cầu về vàng thỏi và vàng miếng là 582 tấn, trong khi đó đồ trang sức là 951 tấn. Báo cáo cũng cho thấy thời gian qua, các nền kinh tế phát triển như Singapore và Liên minh châu Âu EU đã thay thế các nước đang phát triển để trở thành những thị trường mua vàng chính trên thế giới. Giới chuyên gia nhận định, xu thế tăng cường dự trữ vàng của ngân hàng trung ương các nước đến từ những thay đổi lớn trong tình hình chính trị và kinh tế thế giới, đồng thời nằm trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại hối của các nước. Xu thế này cũng là động lực chính giúp cầu về vàng trên toàn thế giới tăng trưởng. Đáng chú ý, nửa đầu năm 2023 cũng đã ghi nhận tổng lượng vàng khai thác là 1.781 tấn, cao hơn 2% so với con số cao kỷ lục được ghi nhận vào năm 2018. Kể từ ngày hôm qua 1 tháng 8, thư tín và hàng hóa trên đảo Orkney của xứ Scotland sẽ được vận chuyển bằng thiết bị bay không người lái, qua đó đánh dấu lần đầu tiên Vương quốc Anh triển khai dịch vụ giao hàng bằng hình thức hiện đại này. Royal Mail là đơn vị cung cấp dịch vụ này, và theo đó thư từ và hàng hóa sẽ được vận chuyển từ văn phòng chuyển phát Corkwall đến Stromness. Mới đây thì thiết bị bay không người lái sẽ chuyển thư từ hàng hóa đến Grimsay và Hoy. Sau đó nhân viên bưu cục tại hai điểm này sẽ làm nhiệm vụ chuyển phát thường. Royal Mail nhận định thiết bị bay không người lái sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ và thời gian giao hàng tới hai địa điểm sẽ bị gián đoạn do thời tiết và địa lý này. Ngoài ra, việc đưa vào sử dụng loại phương tiện mới cũng giúp nâng cao an toàn và giảm thiểu rủi ro cho nhân viên bưu điện. Phía đối tác của Royal Mail nhận định việc tận dụng công nghệ máy bay không người lái đang cách mạng hóa dịch vụ thư tín ở những khu vực xa xôi, cách trở, đồng thời cung cấp dịch vụ giao hàng hiệu quả và kịp thời hơn, cũng như giúp giảm nhu cầu sử dụng phương tiện phát thải khí gây ô nhiễm môi trường. Đông đảo người dân ở Bolivia ngày hôm qua đã tập trung từ lúc bình minh để dâng lễ vật lên nữ Pachamama, nữ thần bảo hộ cho trái đất và sự sung túc theo tín ngưỡng truyền thống của người bản địa. Khi bình minh xuất hiện trên đỉnh Andes, mọi người sẽ cùng nhau đốt lửa và dâng những lễ vật của mình như các loại cây thuốc, trứng, khoáng vật và đôi lúc là cả động vật sống để xin mẹ trái đất ban phước lành. Theo truyền thuyết, lửa sẽ giúp dâng những vật hiến lên nữ thần Pachamama, vị thần cao nhất trong tín ngưỡng của người bản địa Aymara và Quechua. Dù 1 tháng 8 được xem là ngày chính thức để thực hiện nghi lễ dâng lễ vật, nhưng trong suốt tháng 8, nghi lễ này vẫn được thực hiện bởi đây là thời điểm đánh dấu vụ mùa kết thúc với cộng đồng bản địa trên dãy Andes. Và cho đến nay thì truyền thống dâng lễ lên mẹ trái đất để cầu xin mùa màng tươi tốt vẫn được người dân bản địa duy trì và thực hiện từ khu vực phía Bắc Argentina đến Chile, cũng như Peru và Bolivia. Thưa quý vị, những năm gần đây, sốt xuất huyết không còn là quy luật cứ 4 đến 5 năm mới xuất hiện một đợt đỉnh dịch. Thay vào đó, dịch căng thẳng hàng năm do thời tiết mưa, nắng thất thường. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo trong năm 2023 và 2024, hiện tượng El Nino có thể sẽ làm gia tăng lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các loại arbovirus khác, đồng nghĩa với các nước cần phải nỗ lực phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Đầu năm 2023, các ca mắc sốt xuất huyết đã lan rộng ở khu vực Santa Cruz của Bolivia, khiến các cơ quan chức năng phải cảnh giác cao độ để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Các giường bệnh tại bệnh viện Japón đều kín chỗ. Khi bệnh nhân chuyển nặng, phải đến phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có 8 giường bệnh và lúc nào cũng chật kín. Chúng tôi vừa thiếu giường cho bệnh nhân, vừa thiếu nhân viên y tế. Nhiều y tá và bác sĩ cũng bị sốt xuất huyết, đang nghỉ phép và không có ai thay thế họ tại phòng chăm sóc đặc biệt. Bệnh sốt xuất huyết hiện đang lưu hành ở hơn 120 quốc gia ở các khu vực châu Phi, châu Mỹ, Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Trong năm nay, các ca sốt xuất huyết gia tăng mạnh ở châu Âu, trong khi Peru đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở hầu hết các khu vực, khoảng một nửa dân số thế giới có nguy cơ mắc sốt xuất huyết. Xu hướng ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng một cách đáng lo ngại, đặc biệt ở các nước châu Á, chẳng hạn như Malaysia, Philippines đã ghi nhận hơn 50.000 ca và hơn 20.000 ca cũng được ghi nhận ở Việt Nam, Thái Lan, vân vân. Châu Á chiếm tới khoảng 70% số ca mắc sốt xuất huyết toàn cầu.
Theo các chuyên gia, khí hậu ấm hơn được cho là giúp muỗi sinh sản nhanh hơn và giúp virus nhân lên gấp nhiều lần trong cơ thể muỗi. Bên cạnh đó, ông Veley Udan cũng cho rằng sự dịch chuyển của hàng hóa và con người, quá trình đô thị hóa đi kèm với các vấn đề về vệ sinh cũng là các yếu tố đằng sau sự gia tăng dịch sốt xuất huyết. Ngoài ra lượng mưa cao, nhiệt độ tăng và thậm chí là khan hiếm nước, muỗi cũng có thể tồn tại được. Vì vậy, cả trong tình trạng lũ lụt cũng như tình trạng hạn hán, bệnh sốt xuất huyết đều có thể gia tăng. Muỗi và virus mà muỗi mang đều tăng lên khi nhiệt độ cao hơn. Đây là một thực tế rõ ràng. Biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino đã thay đổi quá nhiều trong những năm gần đây. Theo chu kỳ, khoảng 4 đến 5 năm thì xuất hiện một năm có ca sốt xuất huyết tăng cao. Tuy nhiên, theo ghi nhận 5 năm gần đây, có tới 3 năm là 2017, 2019, 2022 có số ca mắc đạt mức cao. Số lượng ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh trong thời gian gần đây do kỳ bùng phát dịch thu ngắn lại chỉ còn khoảng 3 năm so với chu kỳ 4 đến 5 năm trước đây. Nguyên nhân là nhiệt độ ấm lên, tạo điều kiện thích hợp cho muỗi sinh sôi. Thời tiết nắng nóng kết hợp cùng mưa dông tạo điều kiện rất tốt cho sự phát triển của muỗi. Đặc biệt, hình thái thời tiết này khiến chu kỳ phát triển của muỗi rất nhanh. Muỗi từ trứng đến trưởng thành chỉ mất một tuần. Mỗi con muỗi cái có thể sống tới 3 tháng, đẻ tới 3 lần và mỗi lần tối đa 150 trứng. Muỗi phát triển nhanh cộng với việc gia tăng mật độ khi tiếp xúc với con người là nguyên nhân chính có thể dẫn đến bùng dịch. Công tác phòng bệnh sốt xuất huyết thời điểm hiện tại hiệu quả nhất vẫn là việc dọn dẹp, loại bỏ những vật dụng có thể chứa nước, ngăn chặn được môi trường sinh sản của muỗi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.